Mấy trời. Mình đã nói chia tay người ta mất rồi. Người đồng ý ngay khi em cất lời. Đóng cửa luôn. Vậy là anh đã khác lại đi. Mình nhờ nó đi qua behind the scene cho mình chủ yếu là nhân vật chính. Nhưng sợ quá chị. Nhưng quay tới mình là nó tắt cam là sao bạn? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Cần cầu mong đó là giấc mơ. Và tình dậy anh vẫn ở kế bên. Phải làm gì đây để tình yêu ấy chẳng có vương vấn nơi đây. Mình dừng lại thôi, nói đùa cho vui. Mà anh đồng ý qua vội cho cả suy nghĩ. I'm feel so crazy, cause I still meet you baby. Anh là cành cây khô, tôi là chiếc lá rơi khi cơn gió vụt qua. Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Giờ cứ thấy không.